Mình biết là nhiều bạn sợ bay cái loại máy bay cánh quạt ATR-72 này, riêng mình thì thích lắm. Không hiểu sao mình thích mấy loại máy bay nhỏ xinh. Mà trong lần trải nghiệm ATR-72 trên chuyến bay nội địa Malaysia này cũng nhiều cái thú vị và lạ lẫm lắm. Hãng Malindo Air đã đổi tên mới thành Batik Air Malaysia. Sân bay thứ hai nhỏ nhắn phục vụ Kuala Lumpur thì như một trung tâm mua sắm. Nội thất chiếc ATR-72-600 này cũng tạo sự thoải mái và dễ chịu vô cùng. Trên chuyến bay hơn một tiếng đồng hồ này cũng có vài dịch vụ hay ho mà mình muốn chia sẻ cùng các bạn sau đây. Xin chào các bạn, lại là Trip đây. Và hiện tại thì Trip đang có mặt tại Malaysia và đây là Subang, gần sân bay Subang. Và Subang là một cái sân bay, phải nói là một sân bay khác của Kuala Lumpur, hay nói đúng hơn là một sân bay khác phục vụ cho Kuala Lumpur và các vùng phụ cận. Và đây cũng là cái sân bay khi xưa là sân bay quốc tế chính của Malaysia và của Kuala Lumpur trước khi có sân bay quốc tế Kuala Lumpur hiện nay. Và hôm nay thì Jeff sẽ có một chuyến bay rất là thú vị với ATR-72 của Malindo Air. Và hiện nay nó đã đổi tên thành Batik Air Malaysia từ Subang đi Langkawi. Bây giờ các bạn cùng theo dõi hành trình này với Jeff nha. Đây, hôm nay thì trời hơi nhiều mây, không nắng lắm. Và mình thì mới gọi Grab ra sân bay và từ khách sạn này gọi Grab ra sân bay thì mình thấy ở đây là giá 10 ringgit và xe cũng đang đến rồi, thì bây giờ mình cũng chuẩn bị đợi xe và ra sân bay thôi. Các bạn đã nghe về sân bay thứ hai phục vụ Kuala Lumpur và vùng phụ cận chưa? À, thực ra thì nó là sân bay thứ nhất ra đời trước cả sân bay quốc tế Kuala Lumpur hiện tại. Giờ thì nó là một sân bay nhỏ phục vụ các chuyến bay với ATR-72 hoặc các loại máy bay nhỏ khác. Và bây giờ thì cho biết đã đến sân bay Subang rồi. Và sân bay này có tên là Sultan Abdul Aziz Shah. Và tại sao có cái tên này thì lát nữa Travis sẽ giải thích với các bạn ha. Còn bây giờ thì Travis phải làm thủ tục đã. Và đây là bên trong nhà ga sân bay. Thì mình thấy là ở trong đây có rất là nhiều hàng quán luôn. Rất là nhiều hàng quán. Đây. Và bên trong đây thì họ dựng mấy cây dừa giả. Mình nghĩ là mấy cây dừa giả. Trông cũng khá là hay. Wow, so với lần trước mình đi thì có vẻ như lần này nó đông đúc hơn hay sao các bạn. Mình nhớ lần trước mình đến sân bay Subang thì nó không có được đông đúc như thế này. Ở đây có cả Starbucks nữa. Wow, ở đây mình như mình thấy là ở đây nó giống như một cái trung tâm mua sắm, một cái nơi để ăn uống mua sắm, chứ không hẳn là một cái nhà ga sân bay nữa các bạn. Mình thấy khá là thú vị đấy. Đây kiểu như là nếu như mình không đi máy bay thì mình nghĩ ra đây ăn uống mua sắm cũng rất là hay các bạn. Đó, đây là một cái sân bay nội địa nhỏ của họ này các bạn. Sân bay này thì đa số là các phục vụ các cái chuyến bay với ATR-72. Mặc dù trước đây nó là sân bay quốc tế chính của Kuala Lumpur trước khi mà có sân bay quốc tế hiện tại. Ở đây có bán mô hình máy bay nữa các bạn. Ở đây có một tầng trên có một cái chỗ mà buồng lái mô phỏng cái này, giá từ 59 ringgit. Nhưng mà chắc là bữa sau mình thử, hôm nay thì không kịp nữa rồi. Mình không biết cái vụ này chứ không mình cũng ra sân bay sớm mình thử. Còn đây là khu vực làm thủ tục, bây giờ mình sẽ vô khu vực này làm thủ tục nha. Quầy thủ tục ở đây trông khá là xưa cũ, quầy của Batik Air Malaysia cũng không đông đúc nên mình vào làm thủ tục xong rất là nhanh. Hôm nay mình sẽ bay một chiếc ATR-72 từ Subang đi đảo Langkawi. Vé mình mua là hạng Super Saver giá 159,34 ringgit, bao gồm 20kg hành lý ký gửi và chưa bao gồm các dịch vụ cộng thêm khác. Mình không chọn ghế trước nên ra quầy còn ghế nào lấy ghế đó, và chọn ghế khi mua vé sẽ tính thêm phí cho mọi người. Bây giờ thì mình đã làm thủ tục xong rồi các bạn, và đây ghế của mình là ghế 6C. Ở đây thì vẫn còn cái thương hiệu là Malindo Air, nhưng mà hiện nay thì họ đã chuyển sang thành Batik Air Malaysia rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong để mình làm thủ tục an ninh soi chiếu, sau đó thì là lên máy bay. Wow, và bên này có một cái chỗ mình có thể ngắm được vài chiếc máy bay tư nhân, máy bay nhỏ nhỏ này các bạn.
Bây giờ thì mình vào khu vực an ninh soi chiếu, phải xếp hàng một lúc nhưng mà không quá lâu vì sân bay cũng nhỏ. Tại đây có phục vụ các chuyến bay nội địa và quốc tế đến Batam ở Indonesia và sân bay Seletar ở Singapore. Đây, và đây là bên trong khu vực chờ nha các bạn. Bên trong khu vực chờ này thì mình thấy là có các cửa hàng ăn uống, có cả cửa hàng tiện lợi 7-Eleven. Đó. Và bên đây thì như mình thấy là có một cái cửa hàng mỹ phẩm nho nhỏ. Ở đây thì lại có một cái quán ăn nữa. Đây ở trong 7-Eleven thì các bạn có thể là mua nước, mua đồ ăn trước khi lên máy bay ha. Và trong khu vực ngồi của 7-Eleven đó, ngồi ăn thì có cả cổng cắm sạc nè và cổng sạc USB luôn. Và đây là cái chấu điện bên này họ dùng, các bạn nhớ em đem theo cái cục sạc cho nó tương ứng nha, còn không thì sạc USB đây cũng được. Rồi bây giờ thì mình đang ở trong 7-Eleven thì nói chung là mình không biết là lên máy bay có bán đồ ăn gì không ha, hay có phụ gì không. Bây giờ mình mua trước nước nè và cái bánh, cái dạng cơm rong biển của kiểu của Nhật nha, cái này cơm lương. Và bánh ngọt thì mình cứ mua sẵn vậy thôi. Đó, không biết lên trên máy bay có gì không. Còn dưới đây thì chắc là mình mua tạm đi, như nước mình uống ha. Đến giờ ra máy bay, hãng thông báo trên loa để hành khách ra cửa. Chuyến bay của mình ra cửa khởi hành số 3. Hành khách đi dọc hành lang rồi đi bộ ra bãi đậu máy bay. Và khá thú vị là bãi đậu máy bay này được lát đá chứ không phải là trải nhựa. Và đây là bên trong chiếc ATR-72-600 của Batik Air Malaysia, tên cũ là Malindo Air. Malindo Air ra đời tháng 9 năm 2012, tức là cách ngày mình bay là tròn 10 năm đó. Malindo là từ ghép giữa Malaysia và Indonesia. Hãng cũng là liên doanh của tập đoàn SkyOne của Malaysia và Lion của Indonesia. Và đến cuối tháng 4 năm 2022 thì hãng đổi tên thành Batik Air Malaysia. Và chiếc ATR-72-600 này có 72 ghế với sơ đồ bố trí ghế là 22 thường thấy trên những chiếc ATR-72. Đây là khu vực ghế ngồi của mình. Trên trần có nút cỡ tiếp viên, đèn đọc sách và công tắc bật đèn, quạt gió, loa cùng các đèn báo. Không gian ghế ngồi khá là ổn, không bị cảm giác quá chật. Và tại chỗ ngồi thì còn có móc treo áo và nút ngã lưng ghế là một cái lẫy trên tay ghế chứ không phải nút bấm. Lúc này thì một chiếc ATR-72 khác đang lăn vào bãi đậu và vị trí ngang hơn cái chiếc ATR-72 của mình sắp bay luôn. Và trong lúc đợi máy bay khởi hành thì mình chia sẻ sơ qua về sân bay này nha. Sân bay này có tên đầy đủ là Sultan Abdul Aziz Shah, thì được gọi là sân bay Subang hoặc là Subang Sky Park, nằm ở Subang, bang Selangor, cách trung tâm Kuala Lumpur chừng gần 30 km, với khoảng nửa tiếng đi xe. Năm 1996 thì sân bay được đặt tên theo tiểu vương Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Ông từng là tiểu vương bang Selangor, nơi đặt sân bay, và từng là quốc vương thứ 11 của Malaysia. Có một điều thú vị là sân bay quốc tế Subang từng là sân bay quốc tế chính phục vụ cho Kuala Lumpur từ năm 1965 đến năm 1998, trước khi sân bay quốc tế Kuala Lumpur ở Sepang hiện nay được khánh thành. Hiện sân bay phục vụ các chuyến bay nội địa và quốc tế với các tàu bay nhỏ như là ATR-72 hoặc tương đương, cùng các máy bay tư nhân cỡ nhỏ. Hãng hàng không Raya Airways chuyên vận tải hàng hóa cũng khai thác ở sân bay này. Máy bay bắt đầu cất cánh rời khỏi sân bay Subang. Thời gian bay đến sân bay Langkawi là khoảng 1 tiếng 10 phút. Hôm nay thời tiết khá tốt nên máy bay bay rất là êm.
cho chuyến bay hành khách không được phục vụ gì kể cả nước, mà thay vào đó là hãng sẽ bán hàng. Sau khi máy bay ổn định độ cao thì các tiếp viên bưng một rổ đi bán nước uống và các gói đồ ăn nhẹ. Mình mua một chai nước giá 3 ringgit, một bịch hạt tổng hợp giá 5 ringgit và một hộp bánh Hello Panda giá 8 ringgit. Nhìn chung thì thực đơn khá là nghèo nàn và không có quá nhiều sự lựa chọn. Một lúc sau thì bạn tiếp viên ra xác nhận danh tính và thẻ lên máy bay của mình rồi đưa cho mình gói đồ tiện ích Get Comfy Kit. Gói này mình đã đặt trước lúc mua vé trên trang web với giá là 26,5 ringgit. Thực ra đi chặng ngắn này thì mua gói tiện ích cũng không để làm gì. Mình mua chủ yếu là để quay clip và giữ làm đồ lưu niệm. Bên trong gói này có một tấm mền màu tím nè, ngoài ra còn có tai nghe, nút bịt tai chống ồn, gối hơi và miếng che mắt. Bộ này thì toàn bộ là màu tím nha, nên là bạn nào thích cái màu tím thủy chung thì chắc là sẽ thích cái bộ này đây. Bộ này thì mình thấy để bay các chặng từ 3 tiếng trở lên thì phù hợp hơn. Và Batik Air Malaysia cũng có các chặng bay đường trung đi Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Úc, v.v. Lúc này thì máy bay vẫn đang bay dọc bờ biển khu vực bán đảo và một bên đó là eo biển Malacca. Thời tiết cũng ổn cho việc ngắm cảnh. Về tiếng ồn thì mình thấy bay với chiếc ATR-72-600 này thì nó không ổn lắm. Còn đây là những món mình mua trên máy bay để trải nghiệm và những món mình mua dưới cửa hàng 7-Eleven ở sân bay Subai. Và như mình đã nói, ban đầu mình không biết trên máy bay có bán hoặc là phục vụ gì không, nên cứ mua đồ ăn trước vì chuyến bay cũng tầm giờ trưa. Mình mua một gói cơm lương rong biển và bánh mứt trái cây, và toàn bộ những loại đồ ăn này thì là không gây mùi ở trên máy bay. Kèm theo đó là một ly cà phê cho buổi chiều tỉnh táo. Và mình có hỏi cô tiếp viên là trên máy bay có bán cà phê hay không thì được trả lời là không. Trước dịch thì mình bay với Manindo Air có thấy bán cà phê Starbucks. Còn bây giờ là một chút từ vựng tiếng Malaysia mà chúng ta có thể học trên bao bì chiếc bánh này nhé. Ở đây cake là bánh, buah là trái cây. Như vậy cake buah là bánh trái cây. Bánh có mứt trái cây khô như vậy mình rất là thích nha. Thời gian còn lại của chuyến bay thì mình ngồi đợi máy bay hạ cánh và ăn mấy đồ ăn vặt mình vừa mua trên máy bay. Ở túi ghế phía trước trên máy bay thì cũng có tạp chí Batik Air. Nếu ngồi buồn buồn các bạn có thể lấy ra đọc nha. Và trong này thì mình thấy có quảng cáo về việc hãng nối lại đường bay đến thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng kể từ tháng 12 từ Kuala Lumpur. Và sau khi dịch dần qua đi thì các hãng hàng không thế giới bắt đầu dần nối lại các đường bay rồi. Lúc này thì máy bay đang bay hai vòng trên bầu trời eo biển Malacca ngoài khơi Langkawi để đợi hạ cánh. Mình thì sắp trở lại hòn đảo này sau 5 năm.
Máy bay đã cánh xuống sân bay Langkawi và lăn vào bãi đậu. Langkawi là một hòn đảo du lịch nổi tiếng của Malaysia, nằm ở phía tây bắc nước này và gần Thái Lan. Sân bay này hiện phục vụ các chuyến bay trong nước, chủ yếu là khu vực bán đảo Malaysia. Ngoài ra, còn có đường bay quốc tế nối sân bay này và Singapore. Hành khách đi bộ từ máy bay vào nhà ga và xa xa là một chiếc Boeing 737 MAX 8 của Batik Air Malaysia. Theo các bạn thì mình có nên trải nghiệm chiếc này không? Mà hỏi vui vậy thôi chứ mình đã đi rồi. Các bạn đón xem hành trình với chiếc Boeing 737 MAX 8 này trong vlog sau nhé. Mình đã vào trong nhà ga và đợi lấy hành lý. Và ở băng chuyền cũng có cảnh báo là không đứng, ngồi và chạy nhảy trên băng chuyền, rất là nguy hiểm, các bạn lưu ý nha. Mình đã đáp xuống Langkawi rồi các bạn. Và xuống sân bay cả thấy sân bay nó đẹp hơn ngày xưa rất là nhiều. Và hôm nay là một chuyến bay cũng kéo dài khoảng hơn một tiếng thì mình cũng được đi chiếc máy bay này. Mình thấy là bên trong nội thất nó cũng khá là đẹp và trải nghiệm một dịch vụ nhỏ nhỏ và đơn giản của Batik Air Malaysia. Còn bây giờ thì mình về khách sạn, mình check in để và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyến bay sau nha. Đây khu vực ngồi chờ lấy hành lý của sân bay Langkawi nè các bạn, đẹp chưa? Rồi bây giờ thì mình sẽ đi ra mình đón Grab về khách sạn. Và đây là sân bay Langkawi, trông sáng sủa khang trang hơn ngày xưa rất nhiều các bạn ơi. Đây sân bay Langkawi nha các bạn, thiên đường biển đảo.